những nữ cường của truyền hình Việt, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý và Huyền Ly Di đều góp mặt. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, Huyền Ly Di, Thu Quỳnh đều là những nữ cường vừa độc lập vừa thông minh trên màn ảnh Việt. Phim truyện tại Việt Nam ngày càng phát triển với đa dạng thể loại và nội dung. Các bộ phim không chỉ truyền tải thông điệp nhân văn, ý nghĩa mà còn khắc họa nhiều nhân vật cá tính, mạnh mẽ, để lại dấu ấn cho người xem. Bên cạnh phim ảnh Hàn Quốc, Trung Quốc màn ảnh nhỏ Việt Nam cũng xuất hiện rất nhiều hình mẫu phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, độc lập, thông minh. Họ đều là những nữ cường nhân nổi bật và là hình mẫu của nhiều khán giả. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, bà Nga béo trong Thương Ngày Nắng Về. Từ khi Thương Ngày Nắng Về phát sóng, bà Nga do nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý thủ vai đã nhiều lần khiến khán giả phải rơi nước mắt. Chồng mất từ khi bà còn trẻ, ấy vậy mà người mẹ này vẫn một mình gồng gánh gia đình và nuôi dạy ba cô con gái nên người. Không chỉ càng đáng chuyện kinh tế, bà Nga còn là người mạnh mẽ về tâm lý. Từ khi còn trẻ đến lúc về già, bà đã đồng hành cùng các con vượt qua nhiều thử thách và chông gai trong cuộc sống. Vì vậy, khi những cô con gái gặp chuyện, người đầu tiên họ nghĩ tới chính là mẹ của mình. Lý do là vì bà luôn thấu hiểu, đồng cảm và đưa ra những lời khuyên cuộc sống hữu ích. Trên hết, vòng tay của mẹ Nga là điều ấm áp và khiến mọi người cảm thấy yên lòng. Huyền Ly Di, Vân Trang của Thương Ngày Nắng Về. Trong Thương Ngày Nắng Về, Huyền Ly Di đảm nhận vai Vân Trang, một cô gái bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Cô may mắn được bà Nga nhận nuôi, chăm sóc và yêu thương như con ruột. Vì từ nhỏ đã bị bỏ rơi nên phần nào hình thành tính cách mạnh mẽ, tự lập của Vân Trang. Cô trở thành giám đốc khi tuổi đời còn trẻ, một khi đã đặt ra mục tiêu là sẽ kiên trì thực hiện đến cùng. Bởi vậy, trong ba cô con gái của bà Nga, Vân Trang là người duy nhất độc lập về kinh tế. Cô không chỉ mua được nhà cho chính bản thân mà còn sẵn sàng giúp đỡ kinh tế cho cậu Vượng và chị cả Vân Khánh. Thông qua Vân Trang, khán giả có thể nhìn thấy hình ảnh một người con gái mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán. Cô không chỉ điều hành tốt việc kinh doanh mà còn là chỗ dựa vững chắc và điểm tựa tinh thần cho người thân. Thu Quỳnh, Khánh Thi của Hương Vị Tình Thân. Khánh Thi của Hương Vị Tình Thân thuộc tuyến nhân vật phản diện nên khiến nhiều người cảm thấy ức chế và khó chịu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cô gái này là một nữ cường nhân thực thụ khi vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà. Cô có thể làm vừa lòng bố mẹ chồng, chăm sóc bà nội chồng lại vẫn điều hành tốt công việc của công ty. Trong chuyện tình cảm, Khánh Thi cũng là người lý trí và thông minh. Khi nhận ra Trà Xanh đang muốn đưa đẩy chồng của mình, cô đã ngay lập tức cảnh báo Huy, Hoàng Anh Vũ. Cuộc sống vợ chồng sẽ có lúc xung đột, xích mích thế nhưng Thi và Huy vẫn có thể vượt qua và tiếp tục bên nhau. Bên cạnh bà Nga, Vân Trang và Khánh Thi, màn ảnh Việt còn xuất hiện rất nhiều nữ cường nhân gây ấn tượng cho khán giả. Những cô gái mạnh mẽ, độc lập và tự tin cũng là hình mẫu lý tưởng mà nhiều bạn trẻ hiện nay đang hướng tới. Gần đây, trên sóng VTV3 đang phát sóng bộ phim Hành Trình Công Lý với sự tham gia diễn xuất của Hồng Diễm, Việt Anh, Doãn Quốc Đam. Với diễn xuất của Hồng Diễm khi vào dạng vai mạnh mẽ, độc lập như Phương, nhân vật này hứa hẹn sẽ là nữ cường nhân mới của truyền hình Việt.